quân nhân dân Việt Nam, khắc ghi sâu điều thiêng liêng Bác dạy, sắt son lời thề tận trung với Đảng, sắt son lời thề tận hiếu với dân. Dòng thời gian còn in đậm dấu chân người cựu công an suốt đời công hiến, đấu quan mồ hôi máu xương gian khổ cho tổ quốc mình đẹp mãi những mùa xuân. Hội cựu công an nhân dân chúng tôi là ngôi nhà chung thắm tình đồng đội, về với quê hương vui xây đời mới, hoa mãi không ca cuộc sống lạc quan yêu đời. Tiếp theo, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, thay mặt lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận phát biểu với đại hội. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trần Lưu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận Lê Chân. Kính thưa đồng chí Đại tá Phạm Gia Dân, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo quận, các đồng chí nguyên lãnh đạo của Công an Quận Lê Chân qua các thời kỳ. Kính thưa toàn thể các quý đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội. Hôm nay tôi rất vui mừng thay mặt lãnh đạo quận đến dự đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Quận Lê Chân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029. Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các bác, các đồng chí công an hưu trí, công an quận lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các bác, các đồng chí, Hội Cựu Công an Nhân dân là một tổ chức quan trọng được thành lập và xác định hoạt động theo tôn chỉ, mục đích rõ ràng, có địa vị pháp lý, tổ chức chặt chẽ, mang ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị, tinh thần của các đồng chí cựu công an nhân dân. Các bác, các đồng chí là những người bản lĩnh đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành. Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các bác, các đồng chí đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng phát triển Quận Lê Chân nói riêng. Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân thực sự là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, là mốc son trong việc xây dựng một hệ thống tổ chức thống nhất để tập hợp, động viên các thế hệ cựu công an tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Tại đại hội hôm nay, qua nghe bài phát biểu khai mạc, các nội dung chương trình, báo cáo khái quát quá trình thành lập, phương hướng hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân quận nhiệm kỳ 2024-2029 cho thấy đã chi tiết và toàn diện. Để Hội Cựu Công an Nhân dân quận hoạt động theo đúng tinh thần của đại hội, tôi đề nghị như sau. Một là đề nghị Ban chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân quận sớm ổn định tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần cùng lực lượng công an quận trong việc thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Cần nghiên cứu kỹ điều lệ hội, hướng dẫn của Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đề ra, xây dựng Hội Cựu Công an Nhân dân quận thực sự vững mạnh, đồng thời hoạt động đúng tôn chỉ mục đích là tổ chức tập hợp các thế hệ cựu công an nhân dân, quan tâm bảo vệ quyền lợi của hội viên theo đúng quy định của pháp luật, động viên giúp đỡ hội viên trong cuộc sống đời thường, cùng giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của người cán bộ công an nhân dân,
truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hai là Ban chấp hành hội và hội viên cựu công an nhân dân quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, phát huy kiến thức, tư duy, kinh nghiệm công tác để tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ sau trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí hội viên phát huy lối sống mẫu mực là tấm gương sáng giáo dục con cháu xây dựng lối sống văn hóa, các chuẩn mực đạo đức, văn minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, là công dân tốt, là đảng viên tốt tại cơ sở nơi sinh sống và nơi công tác. Ba là đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp và các ban ngành có liên quan của quận, đặc biệt là đảng ủy, lãnh đạo công an quận luôn quan tâm, chỉ đạo hoạt động, hỗ trợ động viên, khích lệ để hội cựu công an nhân dân quận hoạt động hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích đề ra, gắn nhiệm vụ của hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng, củng cố, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh hiện đại. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo quận, xin kính chúc các bác, các đồng chí, các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.